Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Sống sót qua đại dịch zombie, phần 5. Và có lẽ mình nghĩ phần này là phần thú vị nhất, bởi vì phần này chúng ta sẽ nói đến súng và đạn. Bài viết được viết bởi tác giả Trê. Hãy bắt đầu ngay thôi nào. Súng đạn. Trong tất cả những vũ khí được đề cập tới trong series này, không cái nào quan trọng hơn là khẩu súng của chính bạn. Hãy giữ nó sạch, tra dầu đầy đủ, sẵn sàng lên đạn và ở gần bạn. Với một cái đầu lạnh, đôi tay vững vàng và đầy đủ đạn dược, một con người còn mạnh hơn một trung đoàn xác sống. Việc lựa chọn súng đạn phải thực sự khoa học, vì có rất nhiều loại súng phong phú khác nhau. Mục tiêu chính của bạn là gì? Phòng thủ, tấn công hay là chạy trốn? Bạn đang đối đầu với một vụ bùng phát cấp độ nào? Có bao nhiêu người trong nhóm? Chiến trường của bạn địa hình như thế nào? Các loại súng đạn phục vụ cho những chức năng khác nhau, lựa chọn đúng vũ khí giết người trong chiến đấu đã là đề tài của nhiều lý thuyết chiến tranh. Nhưng để tiêu diệt zombie, đó lại là một câu chuyện khác. Súng máy hạng nặng. Từ chiến tranh thế giới thứ nhất, phát minh này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong xung đột vũ trang. Cơ chế của nó sẽ khiến một cơn mưa đạn có thể được bắn ra trong vài giây đồng hồ. Chiến lược này có thể có giá trị trên chiến trường nhân loại, nhưng sẽ là một sự lãng phí bất tài khi đối đầu với cả xác sống. Hãy nhớ rằng, bạn phải bắn vào đầu, một viên duy nhất, thực sự chính xác. Vì súng máy được thiết kế để bắn tỏa, nên có khi phải mất hàng trăm nghìn viên đạn để có được một phát ngẫu nhiên vào đầu. Kể cả ngắm súng máy như một khẩu súng trường cũng sẽ rất mất công. Tại sao bắn zombie bằng một khẩu súng 6 nòng, trong khi một khẩu súng trường lại có thể mang lại kết quả tương tự? Trong những năm 1970, một học giả đã đưa ra đời một ý tưởng được gọi là lý thuyết lưỡi hái. Nếu kê nòng súng thẳng vào đầu một đám xác sống, chúng ta có thể hạ được tất cả bọn chúng với một đường liên ngang. Nhưng luận điểm này đã bị bác bỏ bởi vì zombie giống như con người, có chiều cao khác nhau. Kể cả có một số zombie bị tiêu diệt, thì một nửa số đó vẫn có thể tiếp cận được bạn. Nhưng nếu gây thiệt hại cho thân thể zombie thì sao? Súng máy có sức xé đôi cơ thể con người và đâu cần phải headshot. Có phải không? Đạn 5.5mm tiêu chuẩn được dùng bởi quân đội Mỹ có thể chặt tay chân, xương sống hoặc là xé đôi zombie. Thế nhưng xác sống dù lăn lê, tập tễnh vẫn có thể sống được và vẫn có thể cắn được bạn đấy nhá. Súng tiểu liên. Vấn đề của vũ khí này tương tự như súng máy hạng nặng, đạn tiêu tốn quá mức để xử lý zombie. Tuy nhiên, khi chiến đấu trong khu chật chội, súng tiểu liên lại khá thích hợp. Nó có băng đạn ngắn, dễ kiểm soát hơn súng trường, nhưng đạn dự trữ lại nhiều hơn so với súng lục. Hãy luôn nhớ để nó ở chế độ bắn một viên một. Như đã trình bày ở trên, hoàn toàn tự động đơn giản là phí đạn. Và hãy nhớ nhắm vào tầm vai của xác sống, bắn ở phần hông thì sẽ chẳng làm được cái gì ngoài một viên đạn bắn toàn trượt và tiếng nổ lớn. Một trong những nhược điểm là độ chính xác kém ở cự ly xa, bởi vì súng tiểu liên được thiết kế để chiến đấu ở cự ly gần. Bạn phải đến gần zombie hơn so với một khẩu súng trường hoặc súng trường tấn công. Đó không phải là một vấn đề. Ngoại trừ việc súng tiểu liên cũng như các loại súng tự động và bán tự động có thể bị kẹt đạn khi sử dụng. Đó là lý do duy nhất để biến tiểu liên thành vũ khí chính. Súng trường tấn công. Súng trường tấn công, AR, được phát minh để làm chiếc cầu nối giữa súng trường và súng tiểu liên, mang lại cả cự ly và tốc độ bắn. Những đặc điểm này có thể trở thành một vũ khí lý tưởng khi đối đầu với xác sống. Không hẳn là như thế. Mặc dù cự ly và chính xác là cần thiết, bắn nhanh thì thực ra không cần lắm. Kể cả khi một khẩu AR có thể đạt chế độ bán tự động giống như tiểu liên, thì sự cám dỗ bật nó ở chế độ full auto là có tồn tại. Khi đấu tranh cho sự sống còn của mình, quá đơn giản để bật chế độ rock and roll, cho dù nó có lãng phí và vô dụng như thế nào đi nữa. Nếu bạn định chọn một khẩu AR làm vũ khí chính,
luôn nhớ đặt câu hỏi dùng cho tất cả các loại súng. Tầm bắn của nó là bao nhiêu, độ chính xác, lượng đạn dự trữ có thể được ước tính, có thể làm sạch và bảo dưỡng hay không? Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng ta hãy đánh giá hai ví dụ cực kỳ gần gũi như sau. Khẩu M16A1 của quân đội Hoa Kỳ được đánh giá là một trong những khẩu súng tệ nhất được phát minh. Cơ chế của nó quá phức tạp để lau chùi và dễ bị kẹt đạn. Nhắm và cân chỉnh mục tiêu, việc mà phải làm mỗi khi có mục tiêu di chuyển và tầm bắn, cần phải sử dụng một cái đinh, bút bi hoặc một cái gì đó tương tự. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có mấy cái đấy, hoặc là bị mất khi hàng tá zombie đang lặng lẽ lê bước về phía bạn? Thân súng bằng nhựa làm nó hoàn toàn mất khả năng sử dụng lưỡi lê. Và nếu cứ cố tình sử dụng thì bạn có nguy cơ làm vỡ vụn phần thân rỗng, chịu tải bằng lò xo của nó. Đây là một nhược điểm chí mạng. Nếu bạn phải đối đầu với một đàn xác sống mà khẩu M16A1 của bạn bị kẹt đạn, thì bạn thậm chí còn không thể dùng nó như một vũ khí cầm tay để chiến đấu đến cùng. Trong những năm 1960, khẩu M16 được thiết kế để bảo vệ căn cứ không quân. Và vài lý do chính trị với những khu tổ hợp công nghệ quân sự. Ông mua vũ khí của tôi bầu cho ông và ủng hộ chiến dịch tranh cử. Nó được sử dụng như vũ khí chính của bộ binh Mỹ. Thành tích chiến đấu của nó lại thảm hại tới mức trong chiến tranh Việt Nam, du kích Cộng sản còn không thèm nhặt nó từ xác chết của lính Mỹ. Khẩu 16A2, mới hơn, có một vài cải tiến. Thế nhưng vẫn là thứ vũ khí hạng 2. Nếu được lựa chọn, hãy bắt chước Việt Cộng, lờ khẩu M16 đi. Ở phía đối diện, khẩu AK-47 của Liên Xô được coi là khẩu AR tốt nhất từng được sản xuất. Mặc dù nặng hơn và giật hơn so với khẩu M16, khẩu súng này nổi tiếng về độ hiệu quả cũng như kết cấu vững chắc. Cơ cấu bắn rộng, thoáng giúp nó không bị kẹt đạn do bụi và cát. Trong chiến đấu cận thân, bạn có thể đâm zombie qua hốc mắt bằng lưỡi lê hoặc sử dụng báng súng bằng gỗ để đập vỡ sọ zombie. Nó có vài phiên bản bắt chước y hệt, từ khẩu AK-56 của Trung Quốc cho đến phiên bản chỉnh sửa Gali của Israel. Mặc dù AR không phải là súng lý tưởng để chống zombie, một thành viên của họ AK-47 vẫn là người bạn tốt nhất. Súng trường hoạt động kiểu đòn bẩy, chốt. Một sản phẩm vào giữa thế kỷ thứ 19, những vũ khí thường được coi là lỗi thời. Tại sao lại sử dụng súng săn khi bạn có thể sở hữu một khẩu súng tiểu liên? Sự coi thường như vậy đơn giản là điều không có cơ sở của những kẻ cuồng công nghệ thiếu kinh nghiệm thực tế. Một khẩu súng trường có nguyên tắc hoạt động kiểu chốt, bolt, hay là đòn bẩy, lever, là vũ khí tốt ngang, thậm chí là tốt hơn so với vũ khí hiện đại để chống lại zombie. Một khẩu súng bắn phát một buộc người dùng phải tính toán từng viên đạn, tăng thêm khả năng trúng mục tiêu. Điều này loại bỏ luôn khả năng rock and rolling, vì thế tiết kiệm được đạn, cho dù người sử dụng muốn hay là không. Lý do thứ ba là loại súng này tương đối dễ làm sạch và sử dụng, không phải chăm sóc nó đến quá mức đặc biệt. Lý do thứ tư và cuối cùng là sự sẵn có của đạn dược cho các loại súng này. Ở Mỹ, thậm chí là có nhiều cửa hàng súng dân sự hơn là quân sự. Chọn một khẩu súng trường, hãy cố gắng tìm một mẫu súng quân đội kiểu cổ nếu có thể. Điều này không có nghĩa là mẫu súng dân sự yếu kém hơn, nhưng hầu hết các khẩu súng trường quân sự đều được thiết kế để cận chiến. Hãy nhớ dành thời gian để học chiêu này, cứ vung vẩy khẩu súng như là một cây gậy, chẳng mấy mà nó sẽ hỏng, dù có là quân sự hay dân sự. Một trong những ví dụ của súng trường này là US Springfield, British Lee Enfield và Mauser Kahr 98K của Đức. Nhiều khẩu vốn vẫn tồn tại và hoạt động tốt. Trước khi lựa chọn, hãy nhớ ước tính lượng đạn dự trữ. Súng trường bán tự động. Dù chiến đấu cự ly gần hay chạy trốn, khẩu carbine bán tự động cũng được sử dụng cùng chức năng như những mẫu súng lớn hơn. Mặc dù chỉ có tầm bằng một nửa, súng carbine có vẻ nhẹ hơn, dễ mang theo, sử dụng đạn nhỏ hơn. Khi lựa chọn một vũ khí bán tự động, khẩu M1 Garand trong Thế chiến thứ nhất hay M1 Carbine tỏ ra tối ưu hơn hẳn. Có vẻ ngạc nhiên, nhưng những khẩu súng quân sự này đã sống sót qua những cuộc xung đột hoành tráng nhất lịch sử. Không chỉ vì vũ khí này hợp thời, mà khẩu Garand còn là súng trường chính của quân đội Mỹ trong xung đột Triều Tiên, và thậm chí súng Carbine còn được sử dụng cho đến đầu những năm chiến tranh Việt Nam. Một ưu điểm của M1 Garand là nó còn dùng như một thứ vũ khí cận chiến khi được lắp lưỡi lê. Mặc dù không còn được sản xuất, nhưng nhiều khẩu Garand vẫn còn có trên thị trường với khá nhiều đạn dự phòng. Khẩu PPSH-41 Carbine vẫn còn được sản xuất
trọng lượng nhẹ và họng súng ngắn giúp nó phù hợp một cách hoàn hảo khi chiến đấu trong nhà hoặc hành trình dài đi bộ. Một vài lựa chọn tân thời hơn là Ruger Mini 30, Ruger Mini 14 và khẩu Type 56 của Trung Quốc, một phiên bản nhái của SKS Carbine của Liên Xô. Nếu nó được bảo trì cẩn thận, bạn sẽ không thể tìm được vũ khí nào tốt hơn những khẩu súng trường bán tự động. Shotgun. Ở cự ly gần đối đầu với người tấn công, shotgun là vô địch. Với xác sống, điều này không hoàn toàn đúng. Một khẩu shotgun cỡ nòng 12, theo lý thuyết, có thể thổi bay đầu một con zombie. Tuy nhiên, càng ở xa thì các mảnh đạn lại tỏa ra và khó xuyên qua xương sọ hơn. Năng lực mà shotgun có được là khả năng ngăn chặn. Một viên đạn tỏa có thể sử dụng như một bức tường, ngay cả khi trượt mục tiêu. Nếu bạn bị dồn vào góc hay bị đuối, một phát đạn shotgun có thể hạ đò ván vài zombie. Nhược điểm của một khẩu shotgun là đạn của nó quá công kênh, chiếm nhiều diện tích cho những trang bị khác. Nếu có một hành trình dài thì nên cân nhắc. Súng lục. Loại súng này gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Phim, tiểu thuyết, truyện tranh, những người hùng của chúng ta đều mang nó, từ những cao bồi miền Tây cho đến cảnh sát thành phố. Gangster rap về nó, chính trị gia đấu đá nhau vì nó. Nhưng liệu biểu tượng văn hóa của nước Mỹ có hữu dụng khi đối đầu với quân ăn thịt người? Thật sự thì không phải như thế. Không như những người hùng trong tưởng tượng, một người bình thường khó có thể bắn trúng mục tiêu, đơn giản nhỏ như đầu một con zombie. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những vết thương do súng đạn mà không giết được zombie có 73% đến từ một khẩu súng lục. Một ống ngắm laser tăng độ chính xác khi nhắm bắn, nhưng không thể làm ổn định được cái cổ tay đang run rẩy. Những gì súng lục làm được chỉ trong vài trường hợp đặc biệt. Nếu bạn bị zombie tóp lấy và một khẩu súng lục có thể cứu mạng bạn, dí nó vào trán con zombie đó và bóp cò, không cần đến kỹ năng gì hết. Thật sự là súng lục nhỏ, nhẹ và dễ mang theo, khiến nó trở thành một vũ khí dự phòng thứ hai cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu vũ khí chính của bạn là một khẩu carbine, chúng thậm chí có thể dùng trúng đạn. Đừng quên rằng có rất nhiều xác chết bị phanh thây, bị ăn dở đã được phát hiện khi đang cầm thứ vũ khí tuyệt vời này trên tay. Phụ kiện. Giảm thanh, nếu có thể gắn được vào, sẽ là một phụ kiện sống còn cho súng của bạn. Khả năng hạn chế âm thanh có thể thay thế cho cung tên, ná cao su hoặc một thứ vũ khí phi đạn đạo nào khác. Một ống ngắm xa có thể tăng khả năng nhắm bắn, đặc biệt là với những khẩu súng tỉa bắn cự ly xa. Ống ngắm laser có thể là một lựa chọn tốt, nhưng nhược điểm chung là dung lượng pin hạn chế. Ống ngắm cho bạn tầm nhìn đêm cũng tương tự. Ống ngắm bằng kính hoặc thước đo kim khí sẽ phù hợp hơn. Có thể trông nó không được ngầu, nhưng nó không cần dùng đến điện và không bao giờ làm bạn thất vọng. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!